các bạn. Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Escape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 29. Buổi 29 thì mình sẽ nói với bạn về hai loại vật liệu trong Escape. Trong 7 loại vật liệu cơ bản mặc định. Nước thì mình nói rồi. Kính thì mình nói rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ nói hai vật liệu cỏ và thảm. Tại vì hai cái này căn bản cái cách sắp xếp vật liệu á, cái cách thể hiện nó cũng gần như nhau. Cho nên là hai cái này thì mình sẽ nói chung một lần. Còn lại ba cái là sơn xe, xuyên sáng với vật liệu phát sáng á, thì mình sẽ nói buổi sau. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ nói về vật liệu thảm và vật liệu cỏ. Thì đầu tiên là vật liệu thảm. Ví dụ như bạn có một cái thảm như thế này. Bây giờ bạn muốn nó thay vì mình bình thường á, thì mình sẽ sử dụng cái mát normal hoặc là bung bề mặt của mát vải á, hoặc là của mát những mát vải sợi á, để mình làm cho cái thảm cũng được. Thì bình thường mình hay làm cái cách như vậy. Nhưng mà trong Escape nó có một cái công cụ để nó làm thảm. Cái bề mặt nó cũng nổi sợi giống như là trong V-Ray, nhưng mà nó không có đẹp bằng. Và thực tế ra thì mình cũng chỉ nói dùng giới thiệu thôi, chứ cái thảm này thì mình cũng biết có sử dụng, tại vì nó không có đẹp lắm. Thì để mình làm cho các bạn xem. Ví dụ đây mình có một cái thảm hình tròn. Nó có cái map là như thế này. Đó, nó đã được UV trên theo cái thảm luôn. Thì bây giờ mình chuyển nó qua vật liệu thảm này. Đó, bạn thấy không? Đó, vật liệu thảm mà sau khi mình chuyển qua thì nó sẽ tạo ra những cái sợi nó như thế này. Nói chung là nó không có đẹp lắm. Cho nên thường ít có sử dụng. Mình ít có sử dụng cái thảm mà dạng cái bề mặt dạng sợi nó như thế này. Để mà giảm bớt cái chiều cao của nó thì bạn có thể tăng giảm ở đây. Nhưng mà thông thường là một khi mà có một số cái vật liệu thảm ở xa mà chúng ta muốn sử dụng á, thì chúng ta sử dụng cái tính năng này, cái vật liệu thảm này cũng được. Chúng ta kéo nó về không luôn để cho nhìn nó đỡ hơn xíu. Còn cái này là cái chiều cao nó thay đổi á. Có nghĩa là mình càng giảm về không á, thì trên là chiều cao giữa các sợi thảm nó không có. Còn mình càng tăng lên á, thì trên lệch chiều cao á, giữa cái thảm á, nó giống như là cái random chiều cao ở trong cái scatter bằng rải như vậy. Còn cái này thường mình để 20 thôi. 20 cho nó có cái sự chênh lệch xíu. Nhưng mà cái sợi, cái màu của cái sợi thảm này á, thì nó theo cái màu của cái map nha mọi người. Nó theo cái màu của cái map. Thì thảm thì như vậy thôi. Cái specular thì giữ nguyên, còn cái raw net thì mình để 80-90 được rồi. Vải mà, đâu cần bóng đâu. Còn cái hai map này thì mình thấy nó cũng không có tác dụng mấy. Cho dù mình lót mấy cái map khác vào thì ví dụ mình sử dụng cái map, chính cái map bản thân nó này, để bơm luôn cũng không có tác dụng mấy. Nói chung là mình sử dụng tạm cũng được, dùng cho những cái model ở xa. Thảm nó kiểu này thì nó nhẹ hơn, nhưng mà trong V-Ray thì nó tạo thảm đẹp hơn, để tạo cỏ đẹp hơn rất là nhiều trong Escape. Mình nghĩ chắc là trong tương lai thì những cái phiên bản sau có thể Escape sẽ làm cái về cái vật liệu thảm với cỏ nó tốt hơn. Còn ở những phiên bản đầu tiên thì phiên bản này thì nó chưa có thực sự đẹp lắm. Bạn nên đưa cái này về không. Đừng có cao quá, càng cao thì nhìn nó càng gớm. Còn cái trên là chiều cao này thì bạn để tầm 10-20% thôi là được rồi. Đây là những cái thảm, cách tạo thảm thông thường như vậy. Thảm thì mấy cái này đã mặc định được rồi, không cần phải tăng gì. Nếu bạn dùng ở những cái model ở xe thì bạn có thể làm kiểu này. Còn nếu mà bạn nào mà sử dụng những cái cận cảnh mà muốn đẹp thì tốt nhất là nên kiếm những cái thảm mà dạng model.
Đó, bề mặt của nó làm dạng sợi sẵn rồi. Chúng ta làm vật liệu xong xuôi, chúng ta làm dạng epoxy custom asset thì nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn và chúng ta sử dụng được thì đẹp hơn. Còn lại những cái view mà cận cảnh á, thì cái vật liệu thảm này thường mình thấy ít có dùng, nó không có đẹp, chứng tỏ bạn thấy nó không có đẹp. Rồi dùng thì dùng tạm thì được, dùng ở những cái model xe thì được, nhớ hai cái thông số này. Cái map của nó thì nó, cái màu của cái sợi sợi thảm thì nó theo cái màu của cái map. Bạn cũng có thể là thay đổi cái màu này, phủ nó một cái màu khác, pha nó theo một cái màu khác tổng thể lên, đỏ, xanh, vàng, hay là giảm cái màu nó xuống cũng được. Màu đậm quá thì bạn giảm nó xuống cho nó tối hơn xíu, hay là bạn muốn nó sáng hơn đều được, bạn giảm cái này xuống thì nó sẽ sáng hơn, nó pha bớt cái màu của color là nó giảm nó sáng hơn. Rồi thảm trong Escape nó chỉ có vậy. Bạn nào muốn thì sử dụng, nhưng mà mình khuyên thì nên sử dụng ở những cái model xe góc view một xíu, còn model gần á thì nên sử dụng những cái model thảm luôn là đẹp. Rồi vậy là xong thảm nha. Bây giờ qua tới cái vật liệu cỏ. Cỏ thì nó cũng cái cách thực hiện nó cũng giống giống như sang như thảm à. Mình lấy ví dụ đây, đây là một cái map cỏ này. Cái map này là cái map mặc định của Escape luôn, à, của SketchUp luôn. Map mặc định của SketchUp, chúng ta giảm nó xíu, giảm cho cái kích thước nó nhỏ lại. Rồi bây giờ chúng ta chuyển nó qua vật liệu cỏ. Rồi nó cũng y chang, cái nó tạo ra những cái sợi, cũng sợi bề mặt cũng y chang thảm à. Thì tương tự cũng giống như thảm thôi, thì mình cũng nên kéo cái này về thấp một xíu để cho nó bớt nhìn nó gớm, nó đỡ hơn. Cái này thì cũng nên kéo về 20% thôi, cho cái độ chênh là chiều cao giữa các sợi cỏ nó ít lại. Cái màu này nó hơi sáng để mình pha cho nó chút màu tối, chuyển cho nó qua cái tông vàng xanh xíu. Cho nó qua cái tông màu xanh lá chuối xíu, đẹp hơn. Đó, cỏ trong Escape nó cũng vậy. Cái spec color thì giữ nguyên. Cái hai map thì mình thấy có áp mấy cái map khác cho nó cũng thay đổi nhiều. Cái reflection thì nó để 50, độ bóng thì để 50, tại vì cỏ 50 là vừa. Hai cái này nó y chang nhau, và cách thức nó làm y chang nhau. Tương tự cỏ trong Escape cũng vậy, nó cũng không có đẹp lắm nè, nó cũng không có đẹp lắm. Nó còn không có đẹp lắm. Nói chung là dùng tạm thì được, dùng cho những cái khu vực xa thì được. Chứ cận cảnh thì không nên sử dụng cái cỏ được tạo bằng cách cái vật liệu cỏ của Escape. Nhìn nó lồi lõm, nó không có đẹp. Nó từng mảng mảng nó ghép lại, nó không có đẹp. Cho nên cỏ cũng giống như thảm, sử dụng ở những cái khu vực xa của góc nhìn, góc view mà mình render. Còn mà ở cận cảnh á, thì tốt nhất á, bạn nên dùng cái, bạn dùng cái cỏ custom asset, bạn dùng cái cỏ mà bạn đã làm epoxy custom asset á, bạn rải bằng scatter á, nó sẽ đẹp hơn. Thì để vào cái bài nội ngoại thất á, thì mình sẽ cho bạn thấy cái cỏ mà mình rải bằng cái model epoxy của custom asset, nó sẽ đẹp hơn cái cỏ làm mặc định của Escape rất là nhiều. Nhưng mà nó sẽ nặng hơn. Đó. Cho nên khi làm, khi sử dụng phải lưu ý, cỏ mặc định của Escape thì nó rất là nhẹ. Đó. Nó rải trên cái diện lớn, ok, không có gì hết. Còn cỏ mà làm model á, thì nó sẽ nặng hơn. Những cái diện tích nó vừa thì chúng ta sử dụng, còn diện tích lớn á, thì chúng ta cũng không nên, tại vì nó sẽ rất là nặng.
Cho nên tóm lại, thảm và cỏ trong escape nó không có quá đẹp. Chúng ta sử dụng hai cái tính năng này, hai cái vật liệu này, mặc định của escape đối với những cái model, đối với những cái khu vực nó ở xa góc view một xíu, nhìn không có cận cảnh, thì chúng ta sử dụng hai cái vật liệu mặc định của escape này được, không có gì cả. Nhưng mà ví dụ như nếu như mà thảm hay là cỏ ở những cận cảnh của những cái view nhìn trong escape, thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng model. Thảm cũng nên sử dụng model. Nếu bạn nào mà muốn đẹp, máy mạnh thì cứ sử dụng model những cái sợi thảm của SketchUp, nhưng mà nó sẽ rất là nặng nha. Thảm mà model rất là nặng. Bạn có thể làm cái dạng projected asset. Tương cỏ cũng vậy, cỏ mà ở cận cảnh thì bạn cũng phải rải bằng scatter. Rải bằng scatter các model SketchUp proxy á, thì nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ thường mình rải thì mình sẽ sử dụng cái cỏ này, mấy cái cỏ trong này mình rải thì nó sẽ đẹp hơn. Thì khi nào vào cái bài ngoại thất á, thì mình sẽ có một cái bài mẫu và cỏ của cái diện tích cỏ rải bằng cái model này thì nó sẽ đẹp hơn cái cỏ mà của mặc định của escape. Rồi, cỏ và thảm ở trong escape nó chỉ có vậy. Bạn nào muốn sử dụng thì cứ sử dụng, nhưng mà cơ bản tính năng nó chỉ có vậy thôi, chứ cũng không có thêm gì. Rồi, buổi hôm nay đến đây kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở buổi sau. Nhớ đăng ký kênh để mà có học được xem những cái kiến thức